What's up, xin chào những anh em thiện lành muốn chơi Genshin Impact trên chiếc MacBook M1 của chúng ta. Như các bạn cũng đã biết đó, thì những chiếc MacBook M1 hiện tại chưa hỗ trợ game Genshin Impact một cách native, nhưng chúng ta vẫn có thể cài tựa game Genshin Impact này qua những file IPA của iPhone hay là iPad để chúng ta có thể chơi được tựa game Genshin Impact này. Và mình cũng nói luôn, mình cũng chia sẻ luôn là khi mà chúng ta chơi tựa game Genshin Impact này trên chiếc MacBook M1 thì trải nghiệm cho ra là rất là tốt, nhưng mà các bạn nên chơi cùng một chiếc gamepad Bluetooth để cho trải nghiệm tối đa tốt nhất. Bởi vốn dĩ những cái tựa game của chúng ta đang chơi ở trên chiếc MacBook M1 thì cũng chỉ là một phiên bản mà dành cho iPhone thôi hay là iPad thôi. Kèm với đó, những cái giao diện layout của chúng ta khi mà chơi sẽ không được tự nhiên nhất, và nếu mà chúng ta chơi bằng chuột bàn phím thì khi mà chơi cũng không được ổn định. Khi mà mình chơi với gamepad thì cái trải nghiệm này là thực sự rất là tốt. Hãy cùng xem video này để xem làm thế nào để cài được Genshin Impact trên chiếc MacBook M1 nhé. Intro. Và phần mềm mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó phần mềm Play Cover. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số phần mềm khác như là iAmazing, nhưng mà phần mềm này thì sẽ có một số nhược điểm, đó là với những chiếc máy Mac OS chạy hiệu lệnh macOS 11.3 đổ về phía sau này thì chúng ta sẽ không thể cài được ứng dụng Genshin Impact. Còn 11.3 đổ về trước chúng ta có thể cài Genshin Impact, nhưng mà chúng ta sẽ bị chơi ở dưới dạng cửa sổ, chơi nó không đã thế nào. Còn nếu mà các bạn sử dụng Play Cover, chúng ta sẽ chơi để full màn hình được. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cài Parallel, cài máy ảo Windows và cài Genshin Impact như bình thường. Nhưng mà khi mà mình sử dụng, mình thấy thì tài nguyên trên chiếc Parallel khi mà chơi Genshin Impact thì nó rất là tiêu tốn, pin tụt rất là nhanh và máy tương đối nóng. Còn khi mình chơi trên Play Cover thì máy mát mẻ rất là nhiều, mình cũng trải nghiệm rất là tốt với Play Cover chơi Genshin Impact. Thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn phần mềm mà mình đang sử dụng, mình thấy rất là ok. Thì điều đầu tiên các bạn sẽ cần tải Play Cover về, và link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Ok, và đây là cái trang GitHub để mà tải phần mềm Play Cover của chúng ta về. Thì các bạn sẽ thấy ở phiên bản hiện tại mình đang làm video này là phiên bản 0.8.7. Các bạn kéo xuống dưới, chúng ta sẽ thấy Play Cover 0.8.7.zip ở đây. Các bạn ấn vào đó là chúng ta sẽ tải về. Được, các bạn ấn Allow để chúng ta có thể tải về. Thì hiện tại mình đã tải về sẵn rồi. Khi các bạn giải nén ra và các bạn chạy ứng dụng Play Cover thì đây là giao diện đầu tiên các bạn sẽ thấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần tải game về, các bạn sẽ ấn vào phần Store ở đây. Khi các bạn ấn Get về thì máy sẽ hỏi là các bạn có muốn tải file EPI của Genshin Impact hay không. Các bạn ấn Allow như bình thường. Thì ở sẵn đây mình cũng đã tải Genshin Impact cho EPI về rồi, thì các bạn chỉ việc quay lại phần Play Cover vào phần My App, ấn Add App. Lúc đấy thì các bạn chọn cái đường dẫn mà nãy chúng ta tải cái Genshin Impact vào. Đó, các bạn sẽ ấn Open. Ở phần này thì các bạn sẽ lựa chọn là Native giúp mình. Lúc này máy sẽ hỏi mật khẩu thì chúng ta hãy nhập mật khẩu vào. Ok, chúng ta đã cài xong Genshin Impact thì việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là phần vô phần setting. Ở đây thì máy có hướng dẫn cho chúng ta là sẽ cần phải làm một số cái bước, thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Và điều đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải reboot lại máy, vào phần recovery và mở terminal lên và gõ dòng lệnh này. Ok, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ cứ tắt máy như bình thường. Các bạn sẽ cần phải vào phần recovery mode, bấm giữ lì nút nguồn. Đến khi có một dòng chữ continue holding for startup option, các bạn cứ bấm giữ nút nguồn. Đến khi nó hiện ra loading startup option thì các bạn thả tay ra khỏi nút nguồn. Và đây là giao diện đầu tiên của phần Recovery Mode trên những chiếc Apple M1. Các bạn sẽ ấn vào phần Option, chọn vào phần Continue. Trong phần này thì các bạn lựa chọn cái phần Recovery của các bạn, cứ ấn Next thôi. Ở phần trước đó thì mình quên bảo các bạn đăng nhập password rồi nhé. Tiếp đó chúng ta sẽ vào phần Utility ở trên này, chúng ta vào Terminal. Thì mình đã chụp ảnh lại cái câu lệnh đó ở trên chiếc điện thoại của mình đây. Bây giờ mình cùng các bạn nhập nhé. Còn cái câu lệnh này thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả của video để các bạn có thể nhập. Hoặc các bạn khi mà tải ứng dụng về rồi thì trên này nó cũng sẽ hiển thị sẵn thôi. Các bạn có thể chụp ảnh lại giống như mình và chúng ta nhập thôi.
Và khi các bạn nhập xong thì máy sẽ yêu cầu các bạn là ấn có hay không, thì mình sẽ ấn y là yes, n là no thì mình sẽ ấn y và mình ấn enter. Và lúc này thì các bạn sẽ cần nhập mật khẩu của máy các bạn vào. Okay, khi mà đến dòng restart the machine for the change to take effect thì các bạn sẽ restart lại máy. Ok, thì mình vừa restart lại máy, việc đầu tiên các bạn cần làm sẽ là vào lại play cover. Ở đây thì máy sẽ yêu cầu làm thêm một việc nữa, đó là chúng ta hãy mở terminal lên. Cách mở thì các bạn ấn command cộng cách để chúng ta nhập terminal và enter. Bây giờ các bạn hãy nhập lại edit cái dòng lệnh mà ở đây. Ok, thì mình vừa nhập xong cái phần lệnh ở đây rồi thì máy sẽ yêu cầu nhập password của các bạn lại. Các bạn sẽ nhập mật khẩu máy của các bạn và enter. Chúng ta sẽ đợi cho cái dòng lệnh này nó được thực thi. Sau khi thực thi xong thì các bạn hãy ấn nút restart. Đó, chúng ta lại restart máy lại một lần nữa. Sau khi restart máy, chúng ta lại vào phần play cover. Khi mà đến bước này, ở trong phần setting của bạn ấy, nó sẽ báo xanh là your system setup incorrect. Và có thêm một phần công cụ nữa các bạn nên tải về, đó là Xcode. Xcode thì chúng ta có thể vào Google Search ở trên App Store và tải Xcode về thôi. Thì cái này cũng không có gì là quá phức tạp. Bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn chơi được tự game Genshin Impact thôi. Và mình có một lời khuyên dành cho các bạn, khi các bạn chơi Genshin Impact trên những chiếc MacBook M1 của chúng ta thì các bạn nên trang bị cho mình một chiếc tay cầm Bluetooth có thể kết nối và hoạt động tốt trên những chiếc Mac OS. Lý do là vì những cái game của chúng ta đang chơi trên chiếc Mac M1 này là những tựa game được chuyển thể, được port sang từ iPhone, iPad và vẫn chưa tối ưu cho chiếc Mac M1 của chúng ta, nên những cái giao diện mà các bạn khi chơi ấy, các bạn sẽ cần phải key mapping, tức là đặt lại từng nút một, thì khi mà mình chúng ta chơi nó sẽ rất là phức tạp và lằng nhằng. Nếu các bạn có một chiếc tay cầm như thế này, các bạn chỉ cần vào phần option và các bạn chuyển từ touch screen sang controller thì mọi việc dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta gần như là chúng ta đang chơi trên một chiếc console vậy, chơi trên một chiếc máy tính vậy, và đã gắn với tay cầm này thì cái việc chơi game chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và một điều mình rất là ấn tượng nữa đó là cái phần setting của mình, cái phần đồ họa hình ảnh này mình đang để rất là cao. Mình đang để tất cả cao nhất là 60fps, và khi mình chơi khoảng tầm đâu đó hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà chiếc Mac M1 của mình vẫn không hề nóng, nó chỉ hơi ấm ấm ở phần này thôi. Và mình nghĩ đây là một cỗ máy chơi Genshin Impact cực kỳ ổn. Và mong rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn có thể cài được tựa game Genshin Impact trên những chiếc MacBook M1 của chúng ta. Và nếu các bạn có gặp lỗi trong quá trình cài đặt thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận của video để mình có thể hỗ trợ các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của MacOne. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bọn mình ra nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.